Lâm Chi Khanh tố Phương Thanh xúc phạm người đồng tính. Mới đây, cộng đồng mạng lại một phen xôn xao khi Lâm Chi Khanh lên tiếng chia sẻ về việc bị Phương Thanh bùng show trong live show đầu tiên của cô năm 2000. Đáng chú ý, nữ ca sĩ chuyển giới cho biết nguyên nhân chị Chanh bỏ diễn là bị người khác xúi giục vì thấy live show của cô được đầu tư quá hoành tráng nên ganh ghét bùng show. Ngay sau khi bị đàn em vạch trần trên talk show, Phương Thanh đã lên tiếng đáp trả và cho biết ban đầu cô chỉ nhận lời tham gia dự sinh nhật của Lâm Chi Khanh. Nhưng sau đó, đêm tiệc lại trở thành show diễn có quảng cáo. Khi hay biết điều này, chị Chanh lập tức từ chối tham gia bởi theo nữ ca sĩ. Lâm Chi Khanh chỉ biết hát nhép, còn cô là ca sĩ thực lực, luôn hát live nên không muốn lừa dối khán giả. Bản thân cô từ trước đến nay chưa bao giờ nhận lời hát chung với những giọng hát chỉ biết nhép trên sân khấu. Chuyện của tôi và cô ấy đã xảy ra hơn 10 năm trước, thế mà hôm nay tôi lại vinh dự được nằm trong danh sách tự truyện của Lâm Chi Khanh. Tôi biết cô ta muốn ra sách nên đưa tôi vào đây để gây chú ý, nhưng tất cả sự thật đều đã bị cô ta thay đổi. Có lẽ do nói dối nhiều nên Lâm Chi Khanh chẳng nhớ được đâu là sự thật, Phương Thanh chia sẻ. Không chỉ lên tiếng giải thích trên mạng xã hội, giọng ca trống vắng còn viết thêm bức tâm thư và dùng những từ ngữ khá nặng nề gửi đến Lâm Chi Khanh. Sao kiếp này đã là 3D, kiếp chị em với nhau đã được công nhận là 3D có tổ chức hay còn gọi là bóng có nơi cư ngụ. Các chế 3D cũng đã công nhận, vậy mà sao chưa thoát được kiếp nạn với Úc? Tên gọi của Lâm Chi Khanh, vậy trời! Không chừng cũng phải canh chừng kiếp sau các chế cướp chồng của cả nữa. Ba cả này không muốn kiếp chung chồng với mấy chế đâu. Giữa ồn ào bị đàn chị tố ngược, chia sẻ với chúng tôi, Lâm Chi Khanh khẳng định những gì cô tiết lộ trên talk show trước đó đều là sự thật xảy ra từ 15 năm trước. Chị Phương Thanh đã sai quá sai khi nói tôi đưa chuyện này của chị vào tự truyện. Xin thưa, tự truyện của tôi là nói về bản thân, người yêu của tôi chứ không nhắc một dòng nào đến chị, nữ ca sĩ mạnh mẽ đáp trả. Giọng ca chuyển giới khẳng định, ngoài cô ra, một số thành viên trong công ty ban nhạc yêu của thời điểm đó cũng biết rõ sự thật bởi họ là người mời chị Thanh tham gia và bị đàn chị lật kèo phút cuối. Mọi thứ rất rõ ràng nhưng cuối cùng lại bị những câu chữ của chị Thanh đẻ lái thành những câu chuyện phức tạp. Thậm chí chị ta còn lôi cả cộng đồng của chúng tôi ra để sỉ nhục. Tôi hy vọng chị ta biết dừng lại và ngừng ngay việc xúc phạm người đồng tính, Lâm Chi Khanh nói. Hiện Phương Thanh vẫn giữ im lặng và xóa toàn bộ bài viết đáp trả đàn em trên Facebook. Nữ ca sĩ cho biết cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên và tránh xa những thị phi ồn ào không đáng có.